Anh được thả rồi à? Tốt lắm Su-chan. Còn tôi thì sao? Đến khi nào thì tôi có thể đi lại tự do? Em cũng biết là lần này không dễ dàng như thế rồi còn gì. Vì thế trốn kỹ ở nhà buôn xăng hết đi. Đừng đi lung tung để rồi bị bắt. Tại tôi thấy ngột ngạt và sợ nữa. Su-chan, tìm chỗ nào cho tôi trốn được không? Cảnh sát đang giám sát cả anh để bắt em. Sơ sẩy cái là gặp nguy hiểm ngay. Bố tôi thì sao? Đã gặp bố tôi chưa? Anh đang chờ đây. Từ giờ tới lúc anh gọi nhớ trốn thật kỹ nhé. Ừ. Su-chan, tôi không còn ai ngoài anh. Anh biết chứ? Chị Kiên đâu rồi mẹ? Ra mà ăn, không thì thôi. Vương Chị Kiên, ra ăn cơm đi. Sao lại gọi to thế? Định quảng cáo là tôi ở đây à? Đã không nấu được bữa cơm nào cho mẹ chồng thì chớ. Gọi ra ăn cơm mà cũng có à? Con sẽ ở trong phòng, mẹ chuẩn bị cho con đi. Bảo ai chuẩn bị cho đấy? Hạng đã đến ở giờ lại còn... Con ở giờ không chắc. Con đã bảo sẽ giao đô thị chơi cho con trai mẹ còn gì. Ôi trời, cứ thử ca bài ca cho con bỏ vàng đi. Con bỏ vàng chưa thấy bao giờ. Lại thế này rồi, lại thế này rồi. Bẩn thế này thì khách nào dám đến mua nữa. Xin lỗi đã làm phiền. Cho cháu hỏi, trong số những khách đến mua thuốc lá nhai, chú có thấy người nào như thế này không? Có, chính là cậu này. Cậu này cứ đến đây là dính bã kẹo cao su lên bàn. Chú có biết người này sống ở đâu không? Chuyện đó thì tôi không biết. Mà sao cơ? Hai người tìm cậu ta có việc gì vậy? À, thực ra là tại anh ta cũng gắn những vớ vẩn này lên cửa hàng của chúng cháu. Vâng, chúng cháu cũng đau đầu lắm. Thế nên chúng cháu định nhân dịp này tóm anh ta rồi cho một bài học. Phải chấn chỉnh chứ. Chú cũng tham gia cùng đi. Cũng được. Lần sau cậu ta mà đến thì tôi sẽ bắt lại rồi tất cả cùng cho cậu ta một bài học. Chúng tôi đến từ tòa án quận phía Bắc Seoul. Đây là thông báo niêm phong cưỡng chế tài sản lưu động. Tiến hành đi. Ôi trời ơi, thế này là thế nào? Sang Hiếc à, sao lại thế này? Sao lại dán lên cả đó? Cái đó cũ rồi nên bán cũng không được là bao đâu. Ôi trời ơi, Sang Hiếc. Sang Hiếc à? Không được dán lên đó. Giờ thì đừng dán nữa. Đừng dán nữa mà. Nhà mình tan tành rồi. Chuyện này là thế nào? Sao lại là niêm phong? Sao lại dán tem màu đỏ đáng sợ đó lên đồ đạc của nhà mình? Tôi đã đoán anh đánh bạc thì sẽ có ngày này mà. Cuối cùng tại con đánh bạc nên mới ra nông nỗi này sao? Không biết gì thì đừng nói. Sang Hiếc, thế này là thế nào? Con trai giỏi giang của mẹ sao lại thế này? Chỉ là có mối đầu tư tốt nên con đầu tư thôi. Vậy ra con đầu tư rồi bị lừa à? Tại tham lam muốn trúng số độc đắc nên bị gậy ông đập lưng ông thôi. Lẽ ra phải đuổi cô ta đi ngay chứ. Bực cả mình. Muốn chuyển nhượng đô thị chơi cho con thì vẫn cần chơi kiêng đóng dấu. Chủ tịch sẽ đứng ra giúp nên mẹ cố nhịn đến lúc đó đi. Mẹ nhé. Hẹn gặp riêng giám đốc Bắc và giám đốc Trân đi. Lần này chắc tỉnh táo rồi nên phải xoa xị chứ. Vâng, tôi hiểu rồi. Bọn họ dám đâm sau lưng tôi vì nghĩ tôi hưởng lợi gì đó từ công ty bánh bông ư? Lần này chắc đã nếm vị đắng rồi nên sẽ không dám đứng về phía Suheran rồi làm phản nữa đâu. À, việc lần trước làm đúng như tôi chỉ thị rồi chứ. Về Moon Sang Hiếc đó.
À, vâng, tôi đã xử lý đúng như chủ tịch chỉ thị rồi. Thế ư? Những kẻ nào cần xóa bỏ thì phải xóa sạch. Những kẻ dám lừa dối và khinh thường tôi sẽ không được bình an. Xuân Hoa, vừa nãy anh thấy giám đốc Xuân vào phòng họp rồi. Nói chuyện với anh đã. Muốn nói gì thì nói đi. Bông Xuân Hoa, em chỉ biết nghĩ cho bản thân em thôi à? Thế rằng mà biết thì sẽ nghĩ thế nào về em? Về chuyện gì? Thử đứng vào lập trường của Thế Giang mà nghĩ xem. Người làm mẹ mà lại đi lừa bố thì Thế Giang không thất vọng về em hay sao? Lừa ư? Đúng thế. Vì em bảo sẽ lấy anh, nên nhà anh mới phải đi vay nặng lãi để sắm sinh lễ. Nhà anh giờ khánh kiệt rồi. Để sau này Thế Giang biết nhà bà nội Thế Giang tiêu tan là do em xem. Đừng làm quá lên thế. Sính lễ có đáng là bao mà làm nhà anh tiêu tan? Chắc anh làm trò gì đó nên mới ra cơ sự đó. Còn dám trêu chẽn mang Thế Giang ra mà nói mấy chuyện vô lý đó ư? Xuân Hoa, anh đã từng là chồng của em, là bố ruột của Thế Giang. Anh Moon Sang-hyuk, chúng tôi có lệnh bắt anh khẩn cấp vì tội biển thủ công quỹ. Anh có quyền im lặng và mời luật sư. Anh nói gì cơ? Biển thủ ư? Chắc anh nhầm lẫn gì đó rồi. Tôi không làm chuyện đó đâu. Cứ về đồn điều tra rồi sẽ rõ. Mời anh đi. Xuân Hoa, cứu anh với. Anh không có tội gì hết. Còn không gì nữa. Anh đã đánh bạc bằng tiền biển thủ công quỹ còn gì. Không phải, không phải đâu. Xuân Hoa, Xuân Hoa, cứu anh đi. Tôi làm gì có tội gì mà các anh lôi tôi đi. Thôi được rồi, buông ra. Buông ra đi. Sang Mi, anh, Sang Mi, Sang Mi, luật sư, Sang Mi, thuê luật sư cho anh, Sang Mi. Gì cơ, Moon Sang-hyuk bị bắt đến đồn cảnh sát ư? Bị bắt vì tội biển thủ công quỹ sao? Đúng là cá mè bực đối với Jun Jae-kyung. Đúng rồi ạ, bác cũng đến đây ạ. Ừ, chị ấy mang bánh bột nếp đến cho Tê Giang, thật ngại quá. Có gì đâu mà ngại, tôi viện cớ đó để đến chơi mà. Sau này chị đến chơi thường xuyên nhé. Mà mẹ ơi, mẹ phải thận trọng với ông Jun Dae-kuk. Con đoán người khiến Moon Sang-hyuk vướng vào vụ biển thủ công quỹ là chủ tịch đấy. Ừ, cũng có thể là như thế. Vì giám đốc Trân, giám đốc Bắc đồng lòng với công ty bánh bông cũng đang khốn khổ. Ông ta thật đáng sợ. Mẹ, mẹ mà bóc ra thì sẽ bị bắt đi đấy. Ai bảo cô là tôi bóc ra? Ừ. Hả? Anh con bị bắt đi rồi ư? Sao lại là biển thủ công quỹ? Anh con bị bắt đến đồn cảnh sát vì biển thủ công quỹ sao? Biển thủ công quỹ? Anh sang hiếp ư? Ừ, mẹ biết rồi. Cô ra khỏi nhà tôi trước đi. Tại cô nên sang hiếp nhà tôi đang phải khổ sở ở đồn cảnh sát kia kìa. Cô đi đi. Mẹ làm gì thế? Bố sang hiếp ư? Phải làm sao đây? Mình thấy lo sợ, nhưng ở nhà đó cũng không thở nổi. Phải thuê nhà trọ nào đó nhưng lại không có tiền. Chú Trơn. Xuân Hoa, nghe đi. Đã bảo trốn kỹ rồi cơ mà. Sao thế? Su Trơn, nhân tiện đã giúp tôi thì giúp cho tử tế vào. Tôi không thể sống như thế này được. Ngột ngạt đến phát điên mất. Đâu phải một hai ngày. Vậy em định làm thế nào? Chắc phải phá két của bố tôi rồi trốn ra nước ngoài thôi. Không đi theo đường hàng không được thì đành phải vượt biên đường bộ vậy. Anh giúp tôi đi.
Ừ, cảm ơn anh. Bố mà phát hiện anh phá kết thì anh sẽ không cản nán nổi đâu. Cứ để tôi làm cho. Cho tôi lại mật mã đi. Lần trước cũng bị nhầm lẫn. Thế à? Được rồi. Đây gọi là một công đôi việc nhỉ. Chúng ta vừa mở được két của chủ tịch Jun trước và vừa bắt được Jun Jae-kyung. Nhanh lên, chúng ta phải đến đó trước. Khoan đã, để anh gọi cho Se-chun. Vâng, em đây, Se-chun. Tôi nhờ cậu một việc cuối cùng. Anh định nhờ việc gì? Cậu định giao cả két của bố tôi cho Jae-kyung à? Cậu làm thế không phải là giúp Jae-kyung đâu, mà là khiến Jae-kyung rơi xuống vực thẳm đấy. Tìm cách thuyết phục Jae-kyung ra đầu thú mới là con đường giúp Jae-kyung. Vậy ư? Trong thâm tâm cậu cũng biết còn gì. Đâu là con đường đứng đắn. Cậu mà đứng về phía Jae-kyung và chủ tịch thì tất cả sẽ bất hạnh. Cậu cũng biết lưỡi sao của chủ tịch đang chĩa vào mẹ tôi còn gì. Cậu thực sự mong mẹ tôi bị hại ư?